Ngày 8 tháng 7, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá, nghe báo cáo về kết quả công tác điều hành giá 6 tháng đầu năm, đánh giá những kết quả đã đạt được, những khó khăn vướng mắc, qua đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong công tác điều hành giá 6 tháng còn lại của năm 2022. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính tại Anh Tuấn cho biết, thời gian qua, sự phối kết hợp chính sách tài khóa và tiền tệ đã được thực thi rất nhịp nhàng, vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa kiềm chế lạm phát. Trong đó, Bộ Tài chính đã tham mưu đề xuất về các giải pháp tài khóa trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế như chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất trong nước, giảm thuế bảo vệ môi trường, giảm thuế xuất nhập khẩu một số mặt hàng, giảm thu một số khoản phí, gia hạn thời gian nộp các khoản thuế và nhiều giải pháp khác. Trong bối cảnh hiện nay, Bộ Tài chính cũng kiến nghị tiếp tục thực hiện một số giải pháp trong thời gian tới về giữ ổn định khung học phí năm 2022-2023, ổn định giá một số mặt hàng thiết yếu. Phát biểu chỉ đạo kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu việc kiểm soát giá cần bao quát đến từng địa phương để phản ánh kịp thời. Trường hợp có biến động bất thường phải thanh tra ngay, xử lý kịp thời nếu phát hiện có tình trạng lợi dụng thổi giá, tăng giá bất hợp lý. Các cơ quan cũng cần phải có sự quan sát, giám sát chặt chẽ, có các chính sách phù hợp từng thời điểm mỗi mặt hàng có sự ảnh hưởng khác nhau đến chỉ số giá và theo đó cũng phải có những giải pháp riêng ngoài ra công tác thông tin cũng phải hết sức công khai minh bạch về giá để tránh hoang mang trong người dân